24 câu chuyện thâm thúy dạy ta tâm thái quyết định cuộc đời. Kính thưa quý vị, người ta thường nói, tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái, sống vị tha, bao dung, biết tha thứ, biết buông bỏ, luôn nghĩ đến người khác thì tâm ta sẽ thanh tịnh, ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao. Ngược lại, nếu trong lòng ta tràn đầy thù hận, luôn đố kỵ, nghĩ xấu làm xấu cho mọi người, nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực, chỉ bo bo nhận phần hơn về mình thì trong mắt chỉ thấy toàn những điều xấu xa, cuộc sống vì vậy mà thật buồn chán. Hãy cùng ngâm đời nghe ngay những câu chuyện dưới đây để cải thiện cuộc sống của chính mình. Câu chuyện thứ nhất, đừng than vất vả, đừng quá tham lam thì nhân sinh luôn mới được tự tại hạnh phúc. Đời người cho dù đau khổ hay hạnh phúc, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ cảm ơn, ôm giữ tâm thái biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có thì hết thảy những gì nhìn thấy được mỗi ngày đều sẽ là cảnh vật tươi đẹp. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang thuyết pháp ở Tịnh xá Trúc Lâm ngoài thành Vương Xá thì bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào vọng lại. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, "Còn hãy ra ngoài xem thử âm thanh ấy là vì duyên cớ gì." A Nan bước ra ngoài, thấy một ông lão lưng đã còng, tay chống gậy, miệng không ngừng yêu cầu người gác cổng cho phép ông vào gặp Đức Phật, cho dù chỉ được đứng nhìn từ xa ông cũng mãn nguyện rồi. Người gác cổng nói: Đức Phật hiện đang giảng pháp, tôi thấy lão tiền bối này đã lãng tai, e rằng sẽ không nghe hiểu lời giảng của Tôn sư. Hơn nữa lúc này vào trong không tiện, thế nào cũng khiến mọi người xáo động. Ông lão nói, tuổi tác của lão đã lớn như vậy rồi, hôm nay nếu không được trông thấy Đức Phật, sau này e rằng thật khó có được cơ hội nữa. Mong cậu hãy để cho lão vào nhìn mặt Đức Phật một lần này thôi, được không? Tuy vậy, người gác cổng vẫn không chịu cho ông lão vào. Tôn giả Anan -an nghe xong, bèn vào thưa với Đức Phật Đức Phật từ Bi nói, mau mau dìu ông lão vào. Tôn giả A Nan cung kính dìu ông lão đến trước chỗ Đức Phật ngồi. Ông lão được diện kiến Phật nên rất lấy làm vui mừng, nước mắt chảy dài khắp cả khuôn mặt, không ngừng bái lại Phật Đà. Đức Phật nói, ông lão, ông năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Bàn tay ông lão run run dơ ra hai ngón, nói, đã hai trăm tuổi rồi. Đức Phật nói, ông đã lớn tuổi như vậy, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Ông lão nói, thưa Đức Phật, không biết lão đây rốt cuộc đã tạo nên ác nghiệp gì, cứ chi lại để tôi sống lâu như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, lão đây vẫn luôn sống cuộc sống khổ cực và chịu đủ mọi thống khổ dày vò. Lão thật sự muốn được giải thoát, nhưng sinh tử là chuyện lớn như vậy, lão đây không thể tự mình cải biến được. Xin Đức Phật cho biết, vì sao cuộc đời lão lại nghèo khổ, chắc trở đến như vậy. Đức Phật nói, hết thảy đều là nhân duyên. Đời trước, ông tử khi sinh ra đã là người giàu có, nhưng lại xem tiền của như tính mạng vậy. Những lúc có người nghèo khổ đến xin được giúp đỡ, ông lại tỏ ra keo kiệt. Vậy nên, một đời này của ông tuy rất trường thọ, nhưng cuộc sống lại chịu đủ các loại giày vò. Ông lão nghe xong, rất hổ thẹn nói rằng, hóa ra, đời trước lão đây sống rất hà tiện tham lam, vậy nên một đời này mới nghèo khổ lận đận như vậy. Lão đây kính mong ngài có thể thu nhận lão làm đệ tử, để lão đây cố gắng sám hối, tu hành đến hết đời này đời sau ngay từ lúc còn trẻ có thể nghe được Phật Pháp. Đức Phật nói, tu hành đương nhiên không phân giả trẻ, người trẻ có thể tu hành, người già cũng có thể tu hành được như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, ông hãy phát nguyện trừ bỏ đi cái tâm tham lam hạ tiện, bồi dưỡng tâm hỷ xả, gắng sức quảng kết thiện duyên. Ông lão nói, thưa Phật Đà, lão đây nhất định sẽ làm theo lời dạy. Thế là, Đức Phật bèn cho ông lão 200 tuổi xuất gia, thu nhận ông làm đồ đệ câu chuyện trên quả thật khiến chúng ta suy ngẫm một người dù có sống lâu đến nhường nào thì ngày tháng liệu sẽ thoải mái chăng không hẳn như vậy hết thầy phiền não đều do tham sân si dẫn khởi mà nên ví như trong xã hội xảy ra những vụ cướp giật bắt cóc vì sao người ta lại làm điều xấu phần lớn đều là bởi chữ tham kỳ thật con người ta sống trên đời mỗi bữa chỉ cần một hai bát cơm là đủ tấm thân này chỉ cần mấy thước vải là có thể chịu được cái giá lạnh của mùa đông một chiếc giường con cũng đủ cho ta ngủ rất ngon lành. Vậy nên, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, mỗi người đều có thể sống vui vẻ, hà tất phải đi cướp đi giật làm gì? Tôi thường hay nói với chính mình rằng, trừng phạt lớn nhất của đời người là sự hối hận. Nếu như một đời người chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân phải ân hận sâu sắc thì đó thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian. Trái lại, nếu như tâm niệm không giữ được vững vàng, khi cái tâm tham sân khởi lên mà làm việc sai lầm, Lúc đó dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chúng ta đến thế gian này hẳn đều có cảm giác bản thân mang theo sứ mệnh nào đó, nên là sống để làm việc, đừng nên làm việc để sống. Sống để làm việc là sự phó xuất vì mọi người, còn như làm việc để sống, ta sẽ cảm thấy đời người quả thật rất bất đắc dĩ. Có rất nhiều người mới làm việc chưa được mấy năm thì đã cảm thấy mệt mỏi chán nản với công việc, thường hay than mệt, than vất vả. Nhưng trong thế giới của những người sống và phó xuất vì người khác, thì không có hai chữ vất vả này mà chỉ có hạnh phúc những người luôn hành thiện dù phải làm việc nhiều bao nhiêu họ đều cam tâm tình nguyện tập trung tinh thần vào trong đó vậy nên họ không bao giờ nghĩ mình vất vả mà chỉ thấy hạnh phúc khi họ nghe thấy ai đó nói về mình cũng đều sẽ mỉm cười đáp lại rằng cuộc đời tôi thật ý nghĩa đây chính là đời người sống vì làm việc nếu như là vì cuộc sống mà đành phải vất vả bôn ba thì khi còn chưa bắt đầu đã cảm thấy rất mệt rồi một người nếu như có trái tim cảm ơn thì sẽ biết được hồi báo, trong lòng có tình yêu thì sẽ tạo phúc cho mọi người. Sống trong một xã hội và đời người như vậy có phải là rất mỹ mãn hay không? Câu chuyện thứ hai, người khôn giống như nước, người thiện giống như núi. Một, trong một chuyến đi, người chăn gia súc mang theo một con lửa và một con la, cả hai đương nhiên đều có thể chở đồ trên lưng. Trong suốt đoạn đường ở đồng bằng, con lửa có thể thồ đồ đạc một cách dễ dàng. Nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường núi, nó cảm thấy quá sức và không thể chịu được nữa. Con lừa khẩn khoản nhờ bạn đồng hành của mình con la thổ bớt một chút đồ. Việc này rất đơn giản, nhưng con la không thèm để ý đến lời này xin đó. Con lừa ngã quỵ mà chết chẳng bao lâu sau đó. Giữa nơi xa lạ, hoang vu, người chăn gia súc đành chất tất cả đồ đạc mà con lừa mang lên mình con la. Nó riêng dị bên dưới đống đồ to và nặng ấy, mình đang bị đối xử như chính cách mình đã làm, giá mình chịu giúp anh lừa một chút thôi thì giờ đã không phải mang lấy tất cả gánh nặng này hai chuyện kể rằng có hai nhà sư cùng tu trong một ngôi chùa đến khi đầu thai chuyển sinh sang kiếp khác vì kiếp trước đã từng tu hành có đức rất lớn nên một người đã được làm quan to còn người kia xin đầu thai vào chùa tiếp tục con đường tu luyện đắc đạo của mình một hôm nhà sư đi ngang qua dinh thự của ông quan huyện nghe quân lính bẩm báo rằng có vị tăng sư đang đứng trước cổng vốn là người ngưỡng mộ phật pháp nên quan huyện đã cho lính mời nhà sư ấy vào hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ thân tình như hai người bạn lâu ngày không gặp cũng trong buổi chuyện trò ấy vị sư đã giảng cho ông ta nghe rất nhiều điều về phật pháp cũng như thiền định sau khi kết thúc ngồi thiền đả tọa quan huyện bèn hỏi nhà sư ông thấy tôi ngồi thiền như thế nào vị sư bèn đáp tôi nhìn ông rất giống một vị phật ông quan gia chiều đắc chí bèn nói tiếp còn tôi nhìn ông giống một đống phân châu. vị sư ấy chẳng nói gì, nhẹ nhàng chắp tay và cáo biệt chủ nhà. quan huyện sau khi chế giễu được nhà sư mà không hề có chút phản ứng nào thì vô cùng tự đắc, nghĩ rằng mình nói quá đúng nên vị sư không thể cãi lại. ông ta hào hứng đem chuyện này kể lại với vợ mình. bà vợ nhuện miệng cười trả lời. vậy là ông thua trí nhà sư ấy rồi. tâm địa ông quá xấu, hẹp hòi nên nhìn ai cũng chỉ thấy họ xấu xa. còn vị sư kia, tâm thái hòa ái, từ bi. Vô vì thanh tịnh nên nhìn mọi người, mọi việc với con mắt bao dung, rộng lượng, đẹp đẽ nhất. Nghe vợ nói vậy, ông quan liền hiểu ra, không còn tự đắc nữa. Từ đó, ông thay đổi mình, không còn oán giận, tật đố ai cả. Đối xử với gia đình, gia nhân cũng như dân chúng bằng tất cả sự rộng lượng và tình thương chan hòa nên được mọi người vô cùng kính trọng. Những mẩu chuyện trên đã cho ta thấy được rằng tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái sống vị tha bao dung biết tha thứ thì tâm ta sẽ thanh tịnh ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao ngược lại nếu trong lòng ta tràn đầy hận thù luôn đố kỵ nghĩ xấu cho mọi người nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực thì trong mắt chỉ thấy toàn những điều xấu xa cuộc sống này thật nhàm chán lão tử nói rằng tử bi vĩ đại nhất giống như nước vậy khổng tử nói người khôn giống như nước người thiện giống như núi khi tâm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, trong sạch như giọt sương mai, thì mọi sự, mọi vật sẽ như hoa sen tinh khiết và rực rỡ bừng nở ở trong tâm. Vì vậy, cũng có câu rằng, mọi việc chỉ tốt đẹp khi ta nhìn chúng với cái nhìn tích cực nhất, giữ tâm luôn chính, khổ nạn ắt quà, lòng luôn hậm hực, khiến ta xa đà. Người luôn nghĩ và hành động cho người khác trước, người luôn biết cách buông bỏ, người có những suy nghĩ tích cực, không hề biết giận khi gặp sự việc không vui nào đó hay mâu thuẫn lớn đến đâu sẽ biết nhẫn nhịn bỏ qua coi những chuyện đó vô cùng nhẹ nhàng không để trong tâm ấy thực là những người tốt là những người tử bi vĩ đại là người thiện lương trên thế gian này bởi vậy hãy luôn giữ tâm thanh tịnh câu chuyện thứ ba làm người không nên đi so đo với người khác có một câu chuyện ngắn thế này hai người bạn ất và giáp gặp nhau giáp nói mình thấy sốt ruột quá ất hỏi cậu vội cái gì thế giáp trả lời na cha ba tuổi đã đại náo long cung khổng dung bốn tuổi đã biết nhường quả lê ngon cho người khác lạc tân vương bảy tuổi đã có thể làm thơ cam la mười hai tuổi đã làm thừa tướng cậu nói mình có vội hay không ất lại hỏi hoàng trung sáu mươi tuổi mới theo lưu bị khương tử nha tám mươi tuổi mới làm thừa tướng xà thái quân trăm tuổi mới nắm giữ ấn soái cậu việc gì mà phải sốt ruột người với người không thể cứ lấy ra so sánh được người ở nông thôn không thể so với người ở thành thị người dân quê cảm thấy người ở thành phố làm việc thật sang trọng không phải dãi nắng dầm mưa không cần bán mặt cho đất bán lưng cho trời lại còn kiếm được nhiều tiền hơn so với trồng trọt người không có tiền không thể so với người nhiều tiền được người có tiền đi xe sang trọng ở khu nhà cao cấp ăn sơn hào hải vị dùng hàng hiệu cao cấp người không có tiền phải đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền bớt ăn bớt uống người không có bằng cấp không thể so với người có học vị cao được người không có bằng cấp cảm thấy người có học vị cao khi nói chuyện thường cứ có vẻ điệu bộ nên khi đối mặt cũng cảm thấy không muốn mở miệng ra nói chuyện chúng ta cứ hơi một chút là lại so sánh với người khác hơn nữa cái gì cũng so đo cho được nào là thành tích kết quả địa vị chức danh quyền thế tài sản việc này diễn ra thường xuyên cuối cùng thì cũng chỉ có hai loại một là mình trội hơn người khác hai là mình thua kém người khác loại đầu tiên thường sẽ làm cho chúng ta sung sướng đắc ý thậm chí trở nên kiêu ngạo, loại sau lại thường khiến chúng ta không vui, phiền muộn, thậm chí ghen ghét đố kỵ, nói cách khác, dù là loại nào thì cũng làm chúng ta trở nên mất bình tĩnh, điều đáng sợ nhất là trong khi so sánh với người khác chúng ta lại đánh mất chính mình. Trong ngụ ngôn của Aesop có một câu chuyện như sau, có một con ếch châu rất lớn, nó hít đầy một bụng hơi để không có con ếch châu nào khác có thể vượt được mình. Nó trở thành con ếch châu lớn nhất và được bọn ếch ca ngợi, cảm giác thật bồng bềnh sung sướng thế nhưng đến một ngày có một con ếch nhìn thấy được con trâu nó ngạc nhiên nói với đám ếch con trâu mới thật là lớn nhất con ếch trâu nghe thế không phục liền hít căng bụng lên và nói trâu lớn hay ta lớn con ếch kia liền nói trâu lớn trâu lớn con ếch trâu nghe được liền tức giận liều mình hút thêm không khí vào bụng càng ngày càng căng ra lớn hơn nhưng vẫn nghe con ếch kia nói vẫn là trâu lớn hơn con ếch trâu tức sùi bọt mép lấy hết can đảm hít một hơi cuối cùng thật mạnh, chỉ nghe một tiếng bụp, con ếch châu bị nổ bể bụng luôn rồi. Chúng ta rất thích so đo cùng người khác, so đi so lại một hồi làm mất đi cả chính mình, gây tổn thương hòa khí. Chúng ta luôn tìm cách để nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua người khác, làm rối loạn lòng mình, đánh mất đi cả bản thân. Câu chuyện thứ tư, ganh đua với người khác, chi bằng tự mình làm tốt. Trong thế thuyết tân ngữ có một câu chuyện như thế này, hoàn ôn khi còn trẻ, cùng với ân hạo đều nổi tiếng như nhau, nhưng anh ta vẫn luôn có một nút thắt trong lòng đó là so với ân hạo thì anh ta cao thấp ra sao có một ngày hoàn ôn cuối cùng cũng có cơ hội gặp được ân hạo liền hỏi anh với tôi cùng so thử xem ai mạnh hơn nào ân hạo đã quả bóng ra qua phía hoàn ôn rồi nói tôi cảm thấy tôi vẫn thích chiến thắng bản thân hơn tôi vẫn thích là chính mình hơn mỗi người đều là độc nhất vô nhị chỉ cần tìm thấy thiên phú của chính mình hiểu rằng mình là duy nhất cố gắng trở thành chính mình đây chính là thành công lớn nhất chúng ta cũng không ngại học hỏi một chút chỉ cần tự mình phân cao thấp chứ không cần so sánh với người khác làm gì cuộc sống chính là kỳ lạ như thế thường thường khi không muốn so đo với người khác thì lại thắng tăng quốc phiên có một biệt hiệu gọi là thùng sắt bởi vì khi chỉ huy chiến đấu thì ông không được linh hoạt ông chỉ giỏi xây dựng doanh trại ổn định và đánh vững chắc trong cuộc chiến tiêu diệt thái bình thiên quốc điều ông thực hành chính là xây dựng doanh trại vững chắc đánh trận thì ngốc nghếch đến chỗ nào cũng muốn hạ trại đóng quân, đảo chiến hào cho sâu, rồi sau mới từ từ tiến lên, cẩn thận từng bước một. Tả Tông Đường thường mắng ông là hành động chậm chạp, đánh mất thời cơ. Thạch Đạt Khai và Lý Tú Thành của Thái Bình Thiên Quốc đều là nhân tài quân sự với trình độ rất cao, chỉ huy tác chiến xuất quỷ nhập thần. Nếu như so về sự linh hoạt tác chiến thì Tăng Quốc Phiên nhất định sẽ thua, nhưng Tăng Quốc Phiên biết rõ sở trường của mình là bình ổn. Cho nên ông tựa như là một con chăn, không giờ thủ đoạn, dùng vụng về thắng khéo léo, từng chút một mà tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc. Trang Tử nói, người đời khen ngợi cũng không vui hơn, người đời chê trách cũng không buồn hơn. Dù cả thế giới khen, họ cũng không vì thế mà phải siêng năng hơn nữa, dù cả thế giới có chê, họ cũng không vì thế mà uể oải. Đây chính là cách hành xử thông minh nhất. Lão Tử gọi loại người này là không quan tâm hơn thua, Trang Tử gọi là đã phân biệt được giữa trong và ngoài đã xác định được ranh giới giữa vinh và nhục chỉ cần bạn cảm thấy làm việc nào đó là đúng việc đó có thể làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc dù là phải bước đi một mình đơn độc bạn cũng phải kiên trì đến cùng chứ không phải thấy trên đường chỉ có một mình liền sợ quá không dám tiến lên phía trước nữa hãy bỏ hết sự ganh đua xung quanh chỉ chuyên tâm vào bản thân mình thì mới có thể bước đi trong thế giới phức tạp này tìm được sở trường của bản thân và phát huy nó tốt đẹp hơn lên câu chuyện thứ năm vượt qua chính mình trong quá khứ mới gọi là cao quý nếu muốn cuộc sống thêm màu sắc phải học được cách tự so sánh với chính mình để cho bạn ngày hôm nay giỏi hơn bạn của ngày hôm qua lại để cho bạn năm nay so với năm trước càng xuất sắc hơn trong khổng tử giang ngữ và tuân tử có ghi lại một câu chuyện có một ngày khổng tử gọi tử lộ tử cống cùng nhan hồi đến hỏi ba người họ chung một vấn đề thế nào gọi là bậc trí giả thế nào thì gọi là nhân giả tử lộ nói chí giả sử nhân tri kỳ, nhân giả sử nhân ái kỳ, ý là trí giả có thể khiến người khác hiểu mình, nhân giả có thể khiến người khác yêu quý mình. khổng tử gật đầu nói, trò có thể gọi là kẻ sĩ. tử cống nói, trí giả chi nhân, nhân giả ái nhân, ý là trí giả có khả năng hiểu được người khác, nhân giả có thể yêu quý người khác. khổng tử gật đầu nói, ừm, trò cũng có thể được gọi là kẻ sĩ. nhan hồi liền trả lời, trí giả tự chi nhân giả tự ái đây có ý là trí giả có khả năng tự hiểu chính mình nhân giả có khả năng tự yêu chính mình sau khi nghe xong khổng tử liền khen ngợi nói nhan hồi trò có thể được gọi là bậc quân tử rồi khổng tử muốn nói cho chúng ta biết trong quá trình tu dưỡng đề cao lên không nên cứ nhìn chằm chằm vào người khác không nên lấy lời nói và việc làm của người khác để định nghĩa chính mình dùng tầm nhìn của người khác để hạn chế chính mình mà phải nhìn vào thực tế bản thân từ đó tìm ra con đường đi riêng làm cho bản thân không ngừng để cao lên. Cuộc đời cao quý không phải là làm cho bản thân trở nên hoàn mỹ, mà là làm bản thân sống được trọn vẹn, chấp nhận chính mình, vui với bản thân mình, không hâm mộ, không theo một cách mù quáng, không mất phương hướng, cứ đường đường chính chính đi cho tốt con đường của mình, đây mới thực sự là cao quý. Câu chuyện thứ sáu, hai người chặt củi. Có hai người đàn ông vào rừng đốn củi, một người ra sức chặt củi, chặt từ sáng đến trưa không nghỉ, thậm chí còn không ăn trưa. Người còn lại vừa chặt củi vừa nghỉ lấy sức, thậm chí còn chọn chỗ thật mát để ăn trưa tới những 20 phút. Cuối ngày, kết quả thật kỳ lạ, người chăm chỉ chặt củi lại thu được số củi ít hơn nhiều số củi mà người kia chặt được. Người chăm chỉ vô cùng thắc mắc, tại sao tôi làm việc chăm chỉ như vậy, thậm chí còn không ăn trưa mà số lượng củi của tôi lại ít hơn của anh. Người kia chậm rãi từ tốn trả lời, anh không thấy là tôi vừa ăn cơm vừa mài dìu sao. Suy ngẫm, khi tiến hành một công việc người biết tính toán nắm bắt công việc mình cần những gì và lên kế hoạch hợp lý sẽ luôn thành công hơn những người chỉ biết cắm cúi làm mà không lên kế hoạch câu chuyện thứ bảy con lừa và bao muối một người lái buôn từ biển đánh lừa chở một bao đầy muối đi về nhà đến một khúc sông cạn có thể đi qua trước đây họ đã đi qua khúc sông này nhiều lần bình an vô sự nhưng lần này khi mới đi được đến giữa sông con lừa bỗng trượt chân và té xuống nước khi người lái buôn cuối cùng đã vực được lửa đứng dậy phần lớn số muối đã bị tan vào nước sung sướng vì đã nhẹ hẳn với món hàng trên lưng con lửa hớn hở đi nốt đoạn đường về nhà hôm sau người lái buôn lại bắt lửa đi chở muối một lần nữa trên đường đi con lửa bỗng nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm trước nên tại chỗ cạn đi qua sông nó liền cố ý té xuống và một lần nữa lại thoát được phần lớn món hàng nặng nề đẻ trên lưng nó người lái buôn giận dữ lập tức quay lưng đánh lửa trở lại biển chất lên lưng lửa hai bao bọt biển thật to. Đến khúc sông cạn, con lừa lại một lần nữa, cố ý té xuống. Nhưng khi nó cố sức gượng dậy, nó hết sức buồn phiền lê từng bước một về nhà với món hàng trên lưng thấm nước nặng gấp 10 lần bình thường trước đây. Suy ngẫm, kinh nghiệm là bí quyết trong mọi vấn đề, giúp chúng ta có thể sáng suốt hơn trong mọi việc nhưng kinh nghiệm không hẳn đúng trong mọi trường hợp mà phải dùng lý trí để suy xét. Đặc biệt, nếu áp dụng kinh nghiệm đó cho mục đích không tốt của bản thân thì cuối cùng cũng gặp tai họa. Câu chuyện thứ 8, câu chuyện về người thợ rèn. Có người thợ rèn nọ thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người. Vì ông làm việc khéo léo, lại tốt bụng và giá cả cũng phải chăng nên có rất đông khách hàng. Chỉ dựa vào công việc này mà ông có thể nuôi sống cả gia đình. Một hôm, ông lại gánh đồ nghề đi trên đường làng như mọi khi, bỗng nghe tin hoàng thượng sắp đi qua đây ông vội tránh vào vệ đường và quỳ rạp xuống, hy vọng có cơ hội ngắm nhìn dung nhan thánh thượng. Không ngờ, ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình. Ông tò mò ngẩng đầu lên, thì thấy ngự giá của hoàng thượng đang ở ngay trước mặt. Quá sợ hãi, ông vội dập đầu lia lịa xin tha tội. Hóa ra khi đi ngang qua người thợ rèn, hoàng thượng nhìn thấy gánh đồ nghề bên cạnh ông nên nghĩ ông là một người thợ sửa chữa. Lúc này vương miện của hoàng thượng đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe quá sóc nên nhà vua mới quyết định đỗ lại để sửa chữa. Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miện. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi, nên rất ưng ý, thưởng ngay cho ông một trăm lạng bạc. Người thợ rèn sung sướng chạy như bay về nhà. Nhưng ông chợt nhìn thấy có một con hổ ở bên vệ đường. Ông vô vùng sợ hãi xong vội định thần lại, vì thấy con hổ hình như không có ác ý gì. Nó đang dơ cao một chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Ông lấy hết can đảm tiến lại phía con hổ, Phát hiện chân nó bị một cái gai rất to đâm vào, ông vội vàng lấy dụng cụ ra, giúp con hổ bỏ cái gai đó đi. Con hổ tỏ ra rất biết ơn và đền ơn ông một con hưu to. Người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Từ hôm đó, ông không gánh dụng cụ đi khắp nơi nữa, mà treo một cái biển to trước cổng nhà với nội dung: Chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ. Nhưng cũng từ đó, công việc làm ăn của ông ngày càng xa sút, khiến gia đình khốn đốn, suy ngẫm làm người luôn giữ được sự thật thà, tốt bụng, cần mẫn siêng năng, đứng trước thành công vẫn bảo trì được thái độ từ tốn không kiêu ngạo hênh hoang thì cuộc sống hay công việc mới được an vui, vững bền. Đó cũng chính do công đức của việc rèn luyện thân tâm mà có được kết quả tốt đẹp. Nếu không biết gìn giữ đức hạnh, chỉ một chút may mắn, thành công đã tỏ ra hơn người thì sẽ tổn đức và cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều gian khó. Câu chuyện thứ 9, tình yêu và ác quỷ. Thần tình yêu và ác quỷ cùng đến nhân gian, mùa xuân, họ cùng vào du ngoạn vườn hoa. Thần tình yêu nói, a à, cảnh sắc đẹp làm sao, trăm hoa nở rực rỡ. Ác quỷ nói, đẹp cái gì, những bông hoa đó chẳng phải bên dưới đầy gai đó sao. Mùa hạ, họ lại cùng nhau đi du ngoạn núi rừng. Thần tình yêu nói, xem kìa, quang cảnh đẹp nhường nào, cây cối sum xuê tỏa bóng mát. Ác quỷ nói, đẹp quái gì, trên cây đầy sâu bọ. Mùa thu họ lại cùng nhau đi chơi trốn đồng nội thần tình yêu nói nhìn này cảnh đẹp thật vui tươi biết bao một thế giới ánh vàng kim ác quỷ nói vui vẻ nỗi gì màu vàng đó là lá vàng khô héo mùa đông họ lại cùng dạo chơi trên sa mạc thần tình yêu nói a à, mặt đất tinh khiết tuyết trắng xóa khắp nơi ác quỷ nói tinh khiết kia nỗi gì dưới lớp tuyết kia toàn là cát bụi cả thế là thượng đế cho thần tình yêu lên thiên đàng còn ác quỷ bị đánh hạ xuống địa ngục trong tâm có tình yêu thì nhận được toàn là niềm vui. Trong tâm có oán hận thì nhận được toàn là đau khổ. Câu chuyện thứ 10, con cáo và chuồng gà. Một con cáo đi kiếm ăn. Sau khi đi một hồi nó mừng rỡ vì nhìn thấy một chuồng gà không có ai canh giữ. Nó định chui vào thì nhìn thấy hàng rào quá bé, không thể chui lọt với cái bụng to của mình. Cáo nghĩ hồi lâu, vì đã lâu không được ăn gà nên nó quyết định sẽ nhịn ăn ba ngày để bụng nhỏ lại, sau đó sẽ chui vào chén một bữa no nê và ba ngày sau khi bụng đã nhỏ lại cáo đã chui lọt vào trong chuồng và chén thịt gà một bữa thỏa lòng mong ước thế nhưng sau đó nó nhận thấy rằng vì ăn quá no bụng nó đã lại to như lúc trước và lại không chui lọt cái khe rào đó nó lại phải chấp nhận nhịn đói ba ngày nữa thì mới ra được khi ra khỏi chuồng gà cáo xót xa nghĩ bụng thật là công toi chỉ vì bữa ăn mà mình đã mất đi quá nhiều thời gian và chịu bao nhiêu là khổ sở cuối cùng vẫn phải vác cái bụng đói mà đi về suy ngẫm. Cuộc sống cũng như vậy, đôi khi chúng ta lao vào tìm kiếm miếng ăn ngon mà quên mất rằng chúng ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ như con cáo vậy, và tới khi đạt được rồi mới hối tiếc vì chúng ta đã để lỡ nhiều thứ còn quý giá hơn. Để thực hiện được giấc mơ, bạn hãy tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm và kiến thức, lên kế hoạch thực hiện công việc một cách rõ ràng, tỉ mỉ. Khi có được thành công không nên hoanh hoang, khoác lác, tỏ thái độ khinh người mà phải điềm tĩnh, khiêm tốn thì thành công mới vững bền. Tuy nhiên, để đạt được điều mong muốn mà đánh đổi tất cả từ tuổi trẻ, hạnh phúc, thời gian đến mạng sống thì đó chính là thất bại. Tiền thật sự rất quan trọng nhưng đời người hữu hạn, bạn cần trân quý những phút giây hiện tại và sống hết với lòng mình vì một khi những thứ quý giá mất đi, tiền không thể mang chúng trở lại. Biết cân bằng giữa công việc và gia đình, sức khỏe và bản thân mới là thành công tuyệt vời nhất. Câu chuyện thứ 11: Sự khác nhau giữa người lạc quan và người bi quan có một quý ông ủy thác cho hai người giúp ông đánh giá mảnh đất mà ông rất ưng ý một người báo cáo với ông mảnh đất đó toàn trồng những cây không thể sống được con suối hẹp đến mức có thể bước qua được cỏ dại thì mọc cao bằng đầu người người kia báo cáo đánh giá củi trên mảnh đất đó đủ để ông dùng cả đời bên con suối có chỗ đủ rộng để đào một cái hồ bơi từ diện tích mọc cỏ dại có thể thấy đất đai rất phì nhiêu màu mỡ Quý ông này nghe theo ý kiến đánh giá của người thứ hai, khai khẩn thành một nông trang nhàn nhã, yên bình ai ai cũng thích. Người bi quan thì ở mỗi một cơ hội tốt đều nhìn thấy bất hạnh, người lạc quan lại có thể từ trong mỗi bất hạnh nhìn ra cơ hội tốt. Câu chuyện thứ 12, làm việc chắc chắn, không xảo trá mới đáng tin cậy. Có câu chuyện được lưu truyền như sau, một người nhà giàu thuê hai người thợ xây để sửa chữa hàng rào. Người thợ xây trẻ tuổi làm việc nhanh nhẹn, chưa đầy một ngày đã xây xong một bức tường anh ta cảm thấy rất tự hào. Anh ta nói với người thợ già, nếu bác dùng những tảng đá lớn đó để xây tường thì sẽ nhanh hơn và sớm lấy được tiền công. Người thợ già nhìn bức tường do người thợ trẻ tuổi xây, tầng tầng lớp lớp các tảng đá lớn, lồi lõm gồ ghề, không chắc chắn. Người thợ già mỉm cười và nói những lời sâu sắc, bức tường này cần phải xây thật chắc bằng những viên đá nhỏ mới có thể chống đỡ được những viên đá lớn. Nếu vì tham muốn nhanh mà loại bỏ những viên đá nhỏ đi, những viên đá lớn không được chống đỡ, thì bức tường sẽ nhanh chóng đổ sập. Tôi muốn xây cho nó đẹp mắt, chắc chắn và bền, vì vậy tôi không quá để ý vào tốc độ làm nhanh chậm ra sao. Người thợ trẻ tuổi nghe nhưng không coi trọng lời khuyên đó, còn cho rằng người thợ giả thật ngu ngốc. Đêm đó, trời mưa to, những bức tường bằng đá lớn bị sập hết, chỉ còn những bức tường bằng đá nhỏ đứng vững vàng. Cuối cùng, người chủ sa thải người thợ trẻ tuổi và không ngớt lời khen ngợi tay nghề của người thợ già hơn nữa còn yêu cầu người thợ già sửa lại tất cả các bức tường tiền công rất hậu hĩnh. Người thợ già đã dùng những cách xử lý vụng về đáp lại tất cả những cơ xảo, đi từng bước chắc chắn, không những xây được bức tường vững chắc nhất mà còn lấy được lòng người. Cổ nhân từng nói, dĩ thiên hạ chi trí chuyết, ứng thiên hạ chi trí xảo, lấy điều vụng về nhất để đáp lại điều xảo trá nhất. Chỉ khi bạn sẵn sàng bỏ công sức làm việc chăm chỉ, bạn mới có thể đạt được công phu thực sự. Đó chính là người đáng tin cậy nhất Câu chuyện thứ 13, quả không sai. Người xưa dạy có hại chịu thiệt là phúc. Người xưa dạy có hại chịu thiệt là phúc quả không sai. Trong lịch sử đã có rất nhiều câu chuyện thật chứng minh câu nói này là đúng, dưới đây là một câu chuyện như vậy. Thời xưa ở phủ Thiệu Hưng có hai anh em ruột nhà nọ đều làm nghề buôn bán kinh doanh vải và lương thực. Hai anh em họ, mỗi người đều sinh được một người con trai, nhưng người em trong lúc buôn bán không may gặp phải một kẻ bất nghĩa lừa gạt nên đã bị tổn thất nghiêm trọng vì quá uất ức, người em đã thắt cổ tự tử. Vợ của người em vì quá đau buồn, uất ức nên chưa đầy một năm sau thì cũng để lại cậu con trai bé nhỏ mà ra đi. Cậu con trai nhỏ bé chưa đầy 6 tuổi của họ vì mất cả cha lẫn mẹ nên đành phải đi ăn xin kiếm sống ngoài đường. Ai cho cậu bé thứ gì cậu đều nhận lấy và nói lời cảm ơn. Người anh chứng kiến gia đình người em chỉ trong một thời gian ngắn đã lâm vào bi thảm như thế. Anh ta không đành lòng nên đã đưa đứa cháu chưa đầy 6 tuổi này về nhà nuôi nấng nhưng đáng tiếc thay kể từ ngày được về nhà bác ở cậu bé lại lâm vào một loại hoàn cảnh bi thảm và áp lực không kém những ngày ăn xin ngoài đường bởi vì vợ của người anh có lòng dạ nhỏ nhoi hẹp hòi lại luôn coi thường người thân thích và bạn bè nghèo khó nên khi thấy chồng mang đứa cháu đáng thương về nhà nuôi trong lòng cô ta hậm hực vô cùng vì không có lý do nào để đuổi người cháu ra khỏi nhà nên người bác dâu luôn nói với hết người này người khác rằng thằng bé đó là người mang đến vận rủi nó có mệnh của kẻ ăn mày. Con trai tôi có mệnh làm trạng nguyên, không thể chơi cùng với đứa ăn mày được. Vì thế mà người trong thôn từ đó gọi cậu bé đáng thương là tiểu ăn mày còn gọi con trai họ là tiểu trạng nguyên. Ban ngày, người bác dâu luôn bắt cậu bé đi cắt cỏ, đốn củi, còn buổi tối thì bắt cậu bé ngủ trong kho củi, ăn cơm với dưa muối và không ngày nào được ăn no. Hằng đêm, khi mọi người đã đi ngủ, vạn vật yên tĩnh, cậu bé đều ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời nhớ về cha mẹ mà tủi thân khóc ngay từ nhỏ cậu bé ăn mày này đã là người hiểu chuyện cậu biết bác trai mình là người sợ vợ nên không bao giờ để bác phải rơi vào cảnh khó xử cậu cũng biết bác dâu là người coi trọng tiền bạc và lợi ích nên luôn im lặng trước những lời trách mắng kể cả là những lời trách mắng không có căn cứ ngược lại với cậu bé ăn mày anh họ của cậu lại là một cậu bé kiêu căng ngạo mạn cậu ta luôn ức hiếp em họ mình và còn mỉa mai rằng đồ ăn may đừng lại gần ta đừng đem không khí nấm mốc đến nhà ta bác dâu luôn yêu chiều con trai mình mà hắt hủi người cháu đáng thương ngoài việc cho con ăn những đồ ngon nhất mặc quần áo đẹp nhất thì cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con mặc dù được yêu chiều như vậy nhưng con trai của họ luôn bị ốm đau bệnh tật điều này khiến cho người bác dâu càng ghét bỏ người cháu hơn bởi vì cậu bé tuy chỉ được ăn cơm với rau dưa nhưng lại luôn vui vẻ và mạnh khỏe ở trong thôn có một nhà thờ tổ của dòng họ ở đó có một vị thầy giáo già dạy học cho hơn 10 đứa trẻ con nhà khá giả những đứa trẻ này đều là con nộp học phí nên mới được tham gia lớp học vì vậy mà tiểu trạng nguyên cũng được vào học còn tiểu ăn mày chỉ có thể ngồi ở ngoài hành lang mà nghe lén vị thầy giáo già biết hoàn cảnh đáng thương của tiểu ăn mày nên thường cho cậu ngồi ở cửa lớp nghe giảng bài và cũng cho cậu mượn sách về đọc về sau thầy giáo phát hiện ra tiểu ăn mày có năng lực và trí nhớ hơn người vượt xa những đứa trẻ khác đã là cậu bé hiểu chuyện lại chăm chỉ học hành, vì vậy thầy giáo già đã xin cậu bé về làm con thừa tự. Người bác dâu cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng như chút được gánh nặng liền đồng ý ngay lập tức. Bác trai của cậu bé vì hiểu được hoàn cảnh của cháu nên cũng đồng ý cho cậu về ở với thầy giáo già. Mấy năm sau, thầy giáo già cáo lão về quê đồng thời đưa tiểu ăn mày theo cùng. Kể từ ngày đó, cậu bé đáng thương không còn mối liên lạc với gia đình người bác của mình. Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, Nhờ sự chỉ dạy của cha nuôi và sự cố gắng hết mình của bản thân, tiểu ăn mày giờ đây đã trở thành một thư sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cậu đã trải qua các kỳ thi và cuối cùng vào kinh thành dự thi rồi đỗ trạng nguyên ngay trong lần đầu. Cậu bé có mệnh ăn mày khi xưa đã không phụ lòng cha nuôi mà trở thành trạng nguyên. Điều trùng hợp chính là tiểu ăn mày năm xưa lại trở về phủ thiệu hưng làm phán quan. Sau ngày tiểu ăn mày rời đi, gia đình người bác ở thiệu hưng bị phá sản. Bởi vì từ nhỏ đã được yêu chiều, nên sau này lớn lên tiểu trạng nguyên không biết làm việc gì. Cậu ta bắt đầu tham gia với nhóm bạn đứng đường cướp bóc của dân. Đúng ngày tiểu ăn mày trở về quê làm quan thì cũng là ngày anh họ cậu bị bắt. Người anh họ biết rõ người xét xử mình là tên ăn mày luôn bị mình mỉa mai năm xưa nên vô cùng xấu hổ và đố kỵ. Người anh họ này sau đó bị chịu hình phạt ngồi tù 5 năm. Mặc dù, khi xưa bị người bác dâu đối xử không tốt nhưng tiểu ăn mày không vì thế mà để bụng. Về sau, người anh họ hết hạn tù, tiểu ăn mày còn thu xếp công việc cho cậu ta và chăm sóc hai người bác họ cho đến tận cuối đời tiểu ăn mạch cả đời làm quan thanh bạch luôn giúp đỡ người khác gia đình hạnh phúc con cái hiếu thảo thành đạt sống an vui đến tận về già người xưa dạy có hại chịu thiệt là phúc quả không sai người luôn sẵn lòng chịu thiệt sẵn sàng giúp đỡ tha thứ cho người khác kể cả với người đối xử không tốt với mình người ngoài nhìn thì tưởng rằng họ là kẻ ngốc nhưng chính là họ đang tích đức tích phúc báo cho mình cho nên những điều may mắn và vận mệnh tốt sẽ đến với họ. Hãy luôn làm người tốt, chịu thiệt thòi một chút không hẳn là người ngốc. Có thể hiện tại bạn sẽ bị mất đi một chút lợi ích nào đó nhưng tâm hồn bạn sẽ luôn được bình an và nhất định bạn sẽ được phúc báo. Câu chuyện thứ 14, nếu mất công đi giải thích với từng người, bạn sẽ được gì và mất gì? Có một tiểu hòa thượng tên là Giới Sân, trong chùa cậu có một sư huynh tên là Giới Yêu, có một lần anh ấy ra thị trấn mua đồ bị người khác thối cho tờ tiền vừa bẩn vừa cũ rách anh cầm tiền đó đi mua đồ nhưng chủ tiệm người nào người nấy đều không muốn nhận thế là anh liền thuận tay mua sổ số không ngờ lại chúng ngay giải nhất nhưng bởi cũng có rất nhiều người chúng giải đó cùng lúc nên giới yêu cũng không có chúng được bao nhiêu tiền thế nhưng anh cảm thấy rất mừng rỡ chạy như điên về chùa có một bà thím từ phía đối diện đi đến thấy vậy liền hỏi giới yêu có chuyện gì mà anh lại vui sướng như vậy Giới yêu vui vẻ trả lời. Anh nói cầm tờ tiền vừa xấu vừa bẩn ai cũng chê đi mua sổ số. Ai ngờ chúng ngay giải nhất. Đồng thời anh căn dặn thím ấy không được nói lại với người khác. Không ngờ đến ngày thứ ba, chuyện này đã đồn khắp cả thị trấn. Giới yêu sư huynh không nhịn được đi trách cứ thím ấy. Bà rất tủi thân giải thích với giới yêu sư huynh rằng bà chỉ nói lầm bầm một mình trong lúc đi đường, chẳng may bị người ta nghe thấy. Lời đồn thổi thật đúng là đủ kiểu đủ dạng. Khi mới bắt đầu, phần nhiều là có liên quan với chúng giải, chỉ là số tiền khác nhau, từ con số 1 triệu đến 5 triệu đồng. Về sau, phiên bản nhiều lên, nào là giới yêu sư huynh bởi đã trúng được số tiền lớn nên muốn ly hôn, cho đến chuyện chúng thường chỉ là cái mũ nhưng thật ra là cái cớ để rửa số tiền tham ô có được. Giới yêu sư huynh rất bối rối, hễ gặp người liền giải thích, có người thì tin, nhưng cũng có người cho rằng là muốn che đậy tội lỗi. Giới yêu sư huynh liền tìm đến thỉnh giáo sư phụ, sư phụ hỏi, giới yêu, rốt cục con đã trúng được bao nhiêu tiền? Giới yêu nói, dạ, con chỉ trúng được có 300 nghìn thôi ạ. À. Sư phụ lại hỏi, nếu như sau khi con giải thích với mỗi một người rồi, thì con lại trúng được bao nhiêu tiền? Giới yêu nói, vẫn là 300 nghìn đồng. Vậy sao con còn bận tâm đi giải thích? Sư phụ hỏi. Giới yêu sư huynh như đã hiểu được gì đó, từ đó không còn đi giải thích với người khác về những lời đồn ấy nữa. Lại qua mấy ngày, tâm trạng của anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Câu chuyện thứ 15, tích khẩu đức chính là tích phúc khí. Người xưa có câu, vết thương do đau kiếm gây ra thì dễ lành, lời lẽ độc ác thì khó mà tiêu mất, làm người cần phải có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nào nên nói thì từ từ mà nói. Người đời thường nói rằng, phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ trong tích tắc, sẽ đắc tội với rất nhiều người trên con đường nhân sinh sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù và con đường càng đi càng hẹp nếu muốn có mệnh phú quý cái miệng trước tiên cần phú quý gia đình muốn có phúc khí trước tiên ăn nói cần phải có đạo khi nói chuyện với người khác cần có sự đồng cảm để người khác có cảm giác tốt họ tự nhiên sẽ chấp thuận và sẵn sàng làm bạn với một tài xế taxi da đen chở hai mẹ con da trắng đứa trẻ hỏi tại sao da của chú tài xế lại khác chúng ta người mẹ mỉm cười trả lời vì chúa muốn làm cho thế giới đầy màu sắc nên đã tạo nên những người có màu da khác nhau khi đến nơi người tài xế đã từ chối nhận tiền khi tôi còn là một đứa trẻ tôi cũng hỏi mẹ tôi câu hỏi tương tự mẹ tôi nói rằng chúng tôi là người da đen trời định là lớp người dai tầng thấp nếu hôm nay đổi sang câu trả lời của chị tôi không chừng đã là người khác rồi miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp tu bổ thiện duyên tu dưỡng cái miệng phú quý nói chuyện trong tâm mang theo từ bi Càng kết bạn dễ dàng hơn và gia đình sẽ hòa thuận hơn, phúc khí phú quý sẽ tự nhiên đến. Câu chuyện thứ 16, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra và những điều cần tránh. Cổ nhân thường giảng, ngôn do tâm sinh, nếu miệng luôn nói những lời không tốt, chê trách nói xấu người khác, đều sẽ nhanh chóng bị tổn đức, mất đi phúc báo. Người hay nói ra những lời sai sự thật, phỉ báng, lời sằng bệnh, lời ác gây tổn thương đến người khác sẽ tạo nghiệp rất lớn. Xưa kia có một người đàn ông tên là Trúc Kỳ Sinh. Anh ta thường hay dùng lời nói của mình mà bẻ cong sự thật, chế nhạo, mỉa mai những thiểu sót của người khác. Hơn nữa, anh ta còn kích động lôi kéo người khác làm điều xấu hại người. Khi gặp người có tướng mạo xấu xí, Trúc Kỳ Sinh liền cười nhạo châm biếm họ. Còn gặp người xinh đẹp tuấn tú, anh ta liền dùng lời nói đùa cợt trêu ghẹo họ. Nếu gặp một người bần cùng nghèo khổ, anh ta không những không thương xót giúp đỡ mà còn khinh bỉ họ, gặp người giàu có thì lại ghen ghét, phỉ báng họ gặp người hoang phí tiền bạc chúc kỳ sinh lại ca tụng họ là người rộng rãi khi gặp kẻ nham hiểm chuyên lừa lọc độc ác với mọi người thì anh ta ca tụng người này là cao cả đặc biệt là khi gặp người nào đàm luận về thuyết của nhà phật chúc kỳ sinh không tiếc lời nhạo báng và châm chọc họ là người ăn chay khi gặp người nào nói về nho học và tu đức hạnh anh ta cười và gọi họ là đạo đức giả ngụy quân tử khi thấy ai nói lời tử tế anh ta lại diễu cợt họ rằng chỉ được cái nói hay. Khi gặp người làm việc thiện, anh ta không những không khuyến khích họ mà còn châm chọc họ rằng, thật là kỳ cục, tại sao anh làm việc tốt này mà không làm việc tốt kia. Đi tới đâu, anh ta cũng bình luận và nói những lời lẽ trái với sự thật. Về sau đến lúc trung tuổi, Trúc Kỳ Sinh đột nhiên mắc bệnh lở lưỡi. Bệnh của anh ta không những không có cách chữa mà mỗi ngày còn phải dùng châm đâm vào đầu lưỡi, để máu chảy đầy miệng mới bớt đau đớn hàng năm chúc Kỳ Sinh đều bị đau đớn vô cùng từ 5 đến 7 lần. Anh ta quằn quại cực độ mỗi khi muốn nói lời nào đó. Cuối cùng, anh ta chết vì lưỡi bị teo. Câu chuyện có thật trên đây cho thấy lời nói có thể tạo nghiệp mà khẩu nghiệp sẽ tổn hại phúc báo. Nếu miệng thường hay nói những lời không hay, không tốt, thị phi, nguyền rủa, thì phúc báo sẽ tổn thất rất nhanh. Khẩu nghiệp là loại nghiệp mà mọi người dễ gặp nhất. Số mệnh của một người tốt hay không? hãy nhìn xem người đó có nhiều khẩu đức hay không là biết vì vậy khẩu nghiệp rất quan trọng trong cuộc đời của một người không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức nhưng việc nói những lời thất đức thiếu đức khó nghe và không đứng đắn thì có thể xảy ra mỗi ngày tích lũy qua năm tháng phúc báo sẽ vì khẩu nghiệp mà chạy mất hết do đó người nói chuyện không có khẩu đức cả cuộc đời thường gập ghềnh nhấp nhô thậm chí rất thê lương nhiều người ngày nay không còn chú ý giữ gìn lời nói của mình mà dễ dàng hoặc thậm chí cố tình dùng lời nói để sát thương người khác. Họ không còn tin rằng ác khẩu sẽ gây ra tội nghiệp mà bản thân sau này nhất định sẽ phải hoàn trả. Một người luôn oán trời trách đất, không trân quý những gì đang có, luôn sinh tâm oán giận, lại thông qua miệng lưỡi không ngừng nói lời thị phi thì phúc lành cũng nhanh chóng bị mất đi. Đây cũng là một cách làm tổn hại phúc báo rất nhanh, cũng là một dấu hiệu của người bạc mệnh hiện tại hoặc sau này. Phật gia nhìn nhận khẩu nghiệp là một trong những nghiệp rất nặng vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng gây cho người khác sự đau khổ không cách nào phục hồi được người trí huệ thì luôn chú trọng khẩu đức miệng luôn nói lời chân thật nói những lời nhẹ nhàng êm dịu dễ nghe trong tâm họ lúc nào cũng đầy thiện niệm cũng giống như từ trường tốt đẹp mà vũ trụ đã phát xuất ra và từ đó điều mà họ được là phúc báo cho nên biết rõ về một người không cần phải tận nói hãy lưu lại cho người ta ba phần khoảng trống đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình Trách một người không cần phải tận trách, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút độ lượng cho mình. Có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khiêm nhường cho mình. Đúng lý cũng không cần đoạt tận, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình. Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút nội hàm cho mình. Câu chuyện thứ 17 lạc quan là sức mạnh vô hình để đối diện với sóng gió cuộc đời. Tâm là chúa tể của cơ thể và vạn vật. Khi tâm hồn an định, không dao động bởi ngoại vật thì trí huệ lớn lao sẵn có trong mình sẽ hiện lộ. Ai nấy đều khao khát một nội tâm mạnh mẽ, nhưng muốn có được sự mạnh mẽ trong tâm thì phải tôi luyện, thậm chí là gặp phải ma nạn. Vương Dương Minh, nhà tư tưởng, nhà văn học, triết học gia nổi tiếng thời Minh là một ví dụ cho điều này. Không chỉ thông hiểu tư tưởng nho giáo, thích giáo và đạo giáo, mà ông còn có tài thống lĩnh ba quân. Ông là một trong những nhà nho vĩ đại toàn tài hiếm có trong lịch sử. Nhưng cả một đời, ông lại trải qua rất nhiều trắc trở như bị hình trượng, phạt đánh, bị cầm tù, bị đi đẩy đến long trường, bị đố kỵ vì công cao và bị vu cáo tội phản gián. Có thể nói ông đã chịu thấu mọi sự dày vò của sinh mệnh. Những chuyện này nếu xảy ra với một người bình thường, e rằng họ sớm đã lìa đời vì phấn uất nhưng Vương Dương Minh vẫn luôn giữ được một thái độ nhân sinh tích cực, lạc quan. Khi ở Long Trường, những tùy tùng đi theo ông đều lần lượt đổ bệnh, duy chỉ có ông vẫn an nhiên vô sự. Vương Dương Minh nói, ta đến Long Trường 2 năm, cũng bị khí độc xâm hại, nhưng ta lại có thể giữ được thân tâm khỏe mạnh, là vì ta không bi quan, giàu dĩ, u uất như người khác. Khi ở Cống Châu, Trần Kiều Xuyên đổ bệnh, Vương Dương Minh nói với Trần Kiều Xuyên rằng, có thể lạc quan đối diện với bệnh tật quả thực rất khó, ông thấy thế nào? Trần Kiều Xuyên nói, công phu về phương diện này quả thực rất khó. Vương Dương Minh đáp, thường giữ được một tâm thái lạc quan chính là công phu. Đối với Vương Dương Minh mà nói, việc giữ được tâm trạng vui vẻ không phải là thiên phú, là mà năng lực có được nhờ trí huệ và việc tu dưỡng. Bằng trí huệ của mình, Vương Dương Minh vẫn giữ được trạng thái tinh thần vui vẻ và vẫn có thể sống sót nơi đất thiêng nước độc. Hơn nữa ông còn tu thân, học tập, uy đức và sự nghiệp không ngừng tấn tới. Cuối cùng ông ngộ đạo tại Long Trường và sáng lập ra môn phái, tâm học. Con người thế gian vẫn quá chấp vào những thứ hữu hình mà quên đi năng lượng vô hình. Vậy nên thật khó để có thể bước qua vũng bùn thất bại và chắc trở. Một nội tâm lạc quan, tự tin. Mạnh mẽ mới có thể giúp con người bước tới sự quang minh và cuộc đời mới. Vương Dương Minh từng nói rằng, chỉ cần thường nuôi dưỡng kết tâm này, thì có thể quan sát thấy sự tồn tại của tâm. Đây chính là học vấn. Những chuyện đã qua, những chuyện chưa tới, nghĩ tới chúng nào có ích chi. Nghĩ ngợi như vậy chỉ mất đi sự anh minh của cái tâm này. Nguyên văn, chỉ tồn đắc thử tâm thường kiến tại tiện thị học. Quá khức vị lai sự, tư chi hà ích, đồ phóng tâm nhĩ. Một người muốn sống vui vẻ thì phải có trí huệ, sống với thực tại. Nói một cách đơn giản, chính là sống trọn vẹn trong thời khắc này, chỉ chú tâm tới những việc trước mắt, mà không suy nghĩ vẩn vơ chú tâm tới thực tại không so đo được mất trong quá khứ cũng chẳng lo lắng về những biến cố trong tương lai người như vậy nội tâm thường tĩnh tại và sáng suốt vậy nên họ mới giữ được sự lạc quan tâm lý học đã chứng minh rằng nếu một người quá chú tâm vào một chuyện gì đó thì cả thân lẫn tâm của họ sẽ ở trong một trạng thái hài hòa tiến nhập vào niềm vui thú dễ chịu khi vương dương minh ở long trường ông từng đẽo một chiếc quan tài bằng đá bởi lẽ trong quá trình ngộ đạo của mình ông vẫn luôn không thể buông bỏ tự ngã buông bỏ sinh tử do vậy vương dương minh đã xuất đại nguyện rằng khi ta coi mình như đã chết thì còn gì đáng sợ nữa đây ông ngồi tĩnh tọa tu thân trong chiếc quan tài đá trầm mặc mà ngộ đạo cuối cùng ông cũng ngộ thấu đạo lý cách vật trí chi xem xét nghiên cứu vạn vật đi đến tận cùng của tri thức chướng ngại lớn nhất trong sinh mệnh chính là bản thân mình nếu chẳng thể buông bỏ tự ngã phá bỏ chấp mê thì khó có được niềm vui chân chính. Cuối cùng Vương Dương Minh cũng ngộ được đạo. Ông nói rằng tìm kiếm hạnh phúc kỳ thực là quá trình không ngừng buông bỏ bản thân. Từ đó có thể thấy rằng sống với thực tại, buông bỏ tự ngã là tiền đề của cái tâm lỗi lạc của ông. Câu chuyện thứ 18, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Sách chép rằng, khổng tử sau khi đến bái kiến lão tử xong, trở về nhà ba ngày sau trầm mặc không nói lời nào, cuối cùng chỉ nói một câu, sau này, khổng tử viết trong luận ngữ câu nói, chiêu văn đạo, tịch khả tử, nghĩa là sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Năm 538 trước công nguyên, khổng tử cùng với đệ tử của mình là Nam Cung Kính Thúc sang nước Chu để thỉnh giáo lão tử. Lão tử thấy khổng tử vượt ngàn dặm xa xôi mà đến thì vô cùng cao hứng. Lão tử bèn hỏi, ông cho rằng mình đã đắc đạo rồi chứ? Khổng tử trả lời, tôi tìm đạo đã 27 năm nay nhưng vẫn chưa gặp được. Lão tử nói, nếu như đạo là một thứ hữu hình có thể hiến cấp cho con người thì người ta sẽ tranh giành nó để dâng tặng cho quân vương nếu như đạo có thể đem tặng cho người khác thì người ta sẽ đem tặng nó cho người thân nếu như đạo có thể giảng rõ ra được thì người ta sẽ đem nó giảng giải cho anh em mình nếu như đạo có thể truyền thụ cho người khác thì người ta đều sẽ tranh nhau truyền cho con cái mình nhưng những chuyện như thế là không thể được nguyên nhân rất đơn giản đạo ấy là thứ mà một người bình thường không thể nhận thức một cách chính xác đạo tuyệt đối sẽ không thể nhập vào tâm của người bình thường được được lão tử chỉ bảo khổng tử học hỏi được rất nhiều điều lưu lại nơi ấy sau mấy ngày lúc hai người đến bờ sông hoàng hà thấy nước sông cuồn cuộn chảy khí thế như vạn mã lên đường thanh âm như hổ gầm sấm nổ khổng tử đứng bên bờ sông một lúc lâu rồi bất giác cảm thán chảy hoài như thế ư ngày đêm không ngừng nghỉ nước hoàng hà chảy mãi không thôi năm tháng đời người trôi đi chẳng dứt nước sông chẳng biết chảy đi đâu đời người chẳng biết sẽ về nơi nào lão tử nghe vậy liền bảo đời người giữa trời đất là cùng trời đất mà hợp thành một thể trời đất là tự nhiên đời người cũng là tự nhiên vậy con người có ấu thiểu tráng lão trẻ con thiếu niên tráng niên người già cứ thế mà biến hóa trời đất có xuân hạ thu đông cứ thế mà tuần hoàn có gì phải xót thương sống là tự nhiên chết là tự nhiên thuận theo tự nhiên thì bản tính không loạn làm trái tự nhiên thì bản tính trói buộc tâm chứa công danh thì sinh ra lo nghĩ, tâm chứa lợi dục thì ra tăng phiền não. Khổng tử nghe xong bừng tỉnh, tự đáy lòng vô vàn cảm kích, lưu luyến không muốn rời đi. Mãi lâu sau mới cáo biệt lão tử quay về nước lỗ. Sau khi trở về nhà, khổng tử trầm mặc suốt ba ngày không nói chuyện. Tử cống thế kỳ lạ bèn hỏi thầy nguyên do. Khổng tử nói, chim, ta biết nó có thể bay, cá, ta biết nó có thể bơi, thú, ta biết nó có thể chạy, có thể bay thì ta dùng cung tên để bắn, có thể bơi thì ta dùng lưới răng bắt, có thể chạy thì ta dùng chó săn để đuổi theo. Còn như con rồng, ngao du huyền ảo, vô ảnh vô hình, ta không cách nào mà nắm bắt được. Ta hôm nay gặp mặt lão tử, ông ấy cũng như con rồng kia thâm sâu không thể đo lường nổi, khiến ta tâm thần bất định không biết ông ấy là người hay là thần. Lão tử chính là vị thầy chân chính của ta. Suy ngẫm về câu nói của khổng tử, chiêu văn đạo, tịch khả tử, Khổng tử học tập 27 năm nhưng vẫn chưa đắc đạo, bởi vì rốt cuộc những tìm tòi nghiên cứu của ông chỉ là hiểu biết của người thường. Trái lại, lời của lão tử lại hàm có nội hàm thâm sâu chứa những nguyên lý của vũ trụ trong đó. Học vấn của con người so với đạo lý chân chính của vũ trụ thì còn cách rất xa biết bao nhiêu. Thế nên cuối cùng khổng tử đã viết, chiêu văn đạo, tịch khả tử, nghĩa là sáng được nghe đạo, buổi tối chết cũng cam lòng chính là ý tứ đó. Đạo là gì? vì sao đạo ấy lại vĩ đại như vậy? Đạo là có thể chi phối và dẫn dắt con người. Lão Tử nói, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Con người hành xử thuận theo tự nhiên, việc gì cũng không tranh đoạt cưỡng cầu mà để nó xảy ra theo lẽ tự nhiên, ung dung tự tại giữa đất trời, ấy là đang đến gần hơn với đạo. Câu nói sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng của khổng tử, người thời nay mấy ai hiểu được khi xã hội hiện đại ngày càng phát triển về vật chất và khoa học thực chất, thì khoa học về tâm linh, về vũ trụ và tín ngưỡng dần dần phai mở đi. Hiện nay, hỏi mấy ai thật lòng tâm sư học đạo tu dưỡng bản thân, cầu đắc được đạo chân chính. Câu chuyện thứ 19, làm người tử tế cảnh giới cao nhất là đặt mình vào vị trí người khác để sẻ chia. Trong một phòng khách sạn, người quản lý tình cờ mở phòng và phát hiện những nhân viên phục vụ đang tụ tập để ăn uống cùng nhau nhưng thứ thức ăn mà họ ăn là đồ ăn còn sót lại của khách bầu không khí lúc đó trở nên vô cùng căng thẳng và lúng túng ai nấy đều nhìn nhau không nói nên lời những nhân viên trong phòng đặt đũa xuống cúi đầu xấu hổ bỗng nhiên người quản lý cầm đôi đũa lên và nói mọi người ăn sao không gọi tôi một tiếng sau đó người quản lý cũng nhập hội ăn uống cùng mọi người trong phòng sau một thoáng giật mình bầu không khí căng thẳng bỗng trở nên thoải mái hơn mọi người liền cùng nhau ăn uống chuyện trò vui vẻ một khoảng thời gian sau đó người quản lý trong lúc làm việc thì gặp một vị khách hàng khó tính đề ra vô số các yêu cầu một trong những người nhân viên đã cố gắng hết sức để làm hài lòng vị khách quản lý thấy thế thì rất khó hiểu giọng nghi ngờ hỏi người nhân viên tại sao anh lại nhiệt tình giúp tôi như vậy người nhân viên cười nói vì chị là một quản lý tử tế khi biết việc chúng tôi làm chị không những không khó xử mà còn đặt vào vị trí chúng tôi để thấu hiếu người quản lý nghe vậy thì rất bất ngờ không nghĩ rằng chỉ một hành động đơn giản khi đó mà mọi người lại được mọi người tôn trọng và yêu quý như vậy sau này các nhân viên trong căn phòng hôm ấy đều gắn bó và làm việc rất tận tụy tại khách sạn cũng rất nhiệt tình hỗ trợ người quản lý của mình thế mới thấy một quản lý làm người tử tế biết cảm thông đối xử tử tế với mọi người thì được lòng nhân viên Công việc vì thế mà cũng thuận lợi, hành thông hơn rất nhiều. Khi một người có thể đặt mình vào vị trí của người khác để giữ thể hiện cho họ, hành động đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng và tử tế đối với mọi người mà còn thể hiện phẩm chất cực kỳ đáng quý của bản thân, làm người tử tế này bằng cách này hay cách khác, cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Câu chuyện thứ 20, người trí tuệ nhất chính là người lương thiện. Thời nhà Đường, nguyên càn diệu bởi vì thường dâng tấu có nội dung vô cùng phù hợp với tâm ý của hoàng đế đường huyền tông nên được hoàng đế rất sùng ái cũng bởi vì thế mà ông nhanh chóng được hoàng đế thăng chức lúc đầu nguyên càn diệu được thăng làm quan hộ bộ viên ngoại Lam, sau lại làm quan kinh triệu doãn về sau được phong làm tể tướng của triều đình lúc bấy giờ một ngày hoàng đế đường huyền tông hỏi thái giám cao lực sĩ khanh có biết vì sao chấm thăng chức cho càn diệu đặc biệt nhanh chóng như vậy không cao lực sĩ trả lời thưa bệ hạ thần không rõ đường huyền tông nói chấm nhận thấy cả tướng mạo và tài ăn nói của ông ta đều rất giống với tiêu chí trung bởi vậy mới lựa chọn trọng dụng ông ta cao lực sĩ thấy lạ quá bèn hỏi tiêu chí trung chẳng phải đã từng phạm tội với bệ hạ sao vì sao bệ hạ còn nhớ đến ông ta sâu đậm như vậy đường huyền tông nói tiêu chí trung đến lúc tuổi già mới phạm phải tội lỗi lúc mới đảm nhận chức tể tướng chẳng phải mọi người đều nói rằng chấm có được một hiền tướng tài đức trong tay sao? Tiêu chí chung là đại thần của triều nhà đường, âm mưu phế huyền tông, lập vua khác. Sau, lại mua chuộc cung nhân, lén bỏ thuốc độc vào đồ ngự dùng của huyền tông để giết chết ông, nhưng việc bị phát giác. Trương thời gian trị vì, đường huyền tông luôn trọng dụng người tài hoa, đồng thời có thể hậu đãi người từng phạm lỗi, vì thế mà được người đời sau tán dương khen ngợi. Nguyên Cản Diệu từ tướng mạo đến cách nói chuyện đều giống hệt với Tiêu Chí Trung, Đường Huyền Tông là một vị hoàng đế, nhưng không vì Tiêu Chí Trung từng có tội với mình mà ghét bỏ Nguyên Cản Diệu. Trái lại, hoàng đế còn đề bạt, trọng dụng ông ta. Điều này chứng tỏ, ông đã buông bỏ được nỗi oán hận trong lòng mình từ rất lâu rồi, chỉ nhớ về điểm tốt của Tiêu Chí Trung mà thôi. Chúng ta đều biết, đã là con người thì không có ai hoàn mỹ nếu như chúng ta luôn canh cánh trong lòng một người thì sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái thương nhau thì củ ấu cũng tròn ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng từ đó không phân biệt phải trái đúng sai mà phạm phải sai lầm gây ra hậu quả không tốt tha thứ cho lỗi lầm của người khác là tự giải thoát chính mình nhìn thấy điểm tốt của người mà bỏ qua oán thù riêng để bạt cất nhắc họ ấy là chính nhân quân tử là đạo đức tốt đẹp buông bỏ được oán giận bầu trời trước mặt sẽ tự nhiên trong xanh hơn, thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Khi ấy bạn sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra người lương thiện chính là người thông minh nhất. Câu chuyện thứ 21, làm người tử tế với người khác cũng là đối xử tử tế với chính mình. Một người phụ nữ làm việc trong nhà máy chế biến thịt. Một ngày nọ, khi cô hoàn thành xong việc và đến kho lạnh để kiểm tra định kỳ thì điều không may đã xảy ra. Cánh cửa kho lạnh vô tình bị đóng lại và cô ấy bị nhốt bên trong dù cô ấy đã mặc sức kêu cứu gõ cửa tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không ai phát hiện ra từng giờ đồng hồ trôi qua khi cô ấy đang cận kề với tử thần thì cánh cửa kho lạnh bỗng dưng được mở ra thì ra người mở là nhân viên bảo vệ và cô ấy đã được cứu sống thần kỳ sau năm tiếng bị nhốt sau khi ra ngoài nghỉ ngơi khỏe lại cô liền đến hỏi nhân viên bảo vệ đã cứu mình làm bác biết tôi trong kho lạnh mà mở cửa đây căn bản không phải công việc hàng ngày của bác mà bác bảo vệ nghe vậy thì bảo tôi làm việc trong nhà máy này đã 35 năm, có hàng trăm người ra người vào mỗi ngày nhưng cô là người duy nhất nói lời chào buổi sáng với tôi và tạm biệt tôi mỗi ngày khi cô trở về. Nhiều người thường xuyên thấy tôi rồi coi tôi như một thói quen nên mặc nhiên không chào hỏi gì cả. Hôm nay, tôi đợi mãi mà không thấy cô chào tạm biệt để đi về nên tôi thấy bất an. Đoán có khi cô gặp chuyện không may nên vào trong tìm thử, may mà phát hiện ra cô. Cô nghe vậy thì sừng người, Cô không nghĩ rằng sẽ có người luôn mong đợi câu nói xin chào và tạm biệt của cô mỗi ngày, vì việc chào hỏi hàng ngày theo cô đó là phép lịch sự cần thiết đối với mọi người mà thôi, thật không thể ngờ rằng sẽ có một ngày sự tử tế của cô đã cứu sống cô trong khoảnh khắc nguy nan. Thế mới thấy, phạm ở đời đối xử tử tế với người khác cũng là đối xử tử tế với mình. Đôi lúc bạn sẽ không biết được rằng, sự tử tế và lòng tốt của bạn sẽ có ý nghĩa như thế nào và lại càng không biết sự tử tế đó sẽ cứu bạn trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời. Hết thầy vận may và phúc báo trên đời đều đến từ sự tích đức của con người. Nếu làm người tử tế, ông trời sẽ an bài cho bạn những điều tốt đẹp. Từ xưa đến nay người thiện lương, đức hạnh chưa bao giờ chịu đau khổ cả. Đổi lại họ được rất nhiều người yêu quý, gặp được may mắn trong tương lai. Câu chuyện thứ 22, người mưu cầu đại sự trước tiên phải coi trọng nhân cách thời Tống Triều có một người đàn ông tên là Lữ Văn Tĩnh. Một ngày, Lữ Văn Tĩnh bàn với vợ, tương lai sau này, cả bốn con trai của chúng ta đều sẽ thành tài, chỉ là không biết đến nào sẽ thành tựu nghiệp lớn, chúng ta hãy khảo nghiệm chúng thử xem sao. Vậy là nhân lúc bốn cậu bé đang chơi đùa ngoài sân, Lữ Văn Tĩnh bèn sai A Hoàn cầm miếng ngọc bội đi ngang qua rồi giả vờ đánh rơi xuống đất. Khi ấy ba đứa nhỏ kêu lên thất thanh, a a à, a à, rồi vội vàng chạy vào bẩm báo với mẹ, chỉ duy có đứa con thứ hai tên là công chứ vẫn tỏ ra bình thản, coi như không có gì xảy ra. Lữ Văn Tĩnh thấy vậy bèn hỏi, Ngọc vỡ rồi, sao con không sốt sắng gì vậy? Công chứ đáp, Ngọc đã vỡ rồi, có sốt sắng cũng nào có ích gì, chi bằng không nghĩ tới nó nữa là hơn. Lữ Văn Tĩnh hiểu rằng đứa con này có khí chất phi phàm, bèn nói với vợ, đứa con thứ hai của chúng ta sau này nhất định sẽ làm nên đại nghiệp. Quả nhiên, sau này công chứ được phong một chức quan lớn trong triều, người mưu cầu đại sự trước tiên phải có nhân phẩm lớn gặp biến cố mà không kinh hãi đối mặt với nguy nan mà vẫn trầm tĩnh bình thản ung dung không hoảng không loạn đó là khí chất của một bậc cao nhân tô tuân một trong bát đại văn hào thời đường tống viết tác phẩm tâm thuật từng nói vì tướng chi đạo thái sơn băng vu tiền nhi sắc bất biến mi lộc hưng vu tả nhi mục bất thuấn nghĩa là đạo của người làm tướng dù cho núi thái sơn có đồ trước mắt thì mặt cũng không biến sắc hiêu nhảy bên cạnh mắt cũng chẳng may động. Đây chính là biểu hiện khí chất của bậc anh tài. Câu chuyện thứ 23, đừng bao giờ nói lời cười nhạo người khác. Nói chuyện không nói lời cười nhạo. Có một câu chuyện như sau, tiểu thiếp của Triệu Thắng, tướng quốc nước Triệu thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc, trong lúc đang ngồi trên lầu, trông thấy một người quẻ đang mày mò múc từng xô nước lên, thấy vậy lớn tiếng cười hỏi, đại ca, có lấy được nước không vậy? Có cần ta giúp không? người què cảm thấy bị xúc phạm trong lòng ấm ức tìm triệu thắng phản ánh lại chuyện này tức giận yêu cầu triệu thắng giết người tiểu thiếp kia thấy triệu thắng do dự người què bèn nói mọi người đều cho rằng bình nguyên quân tôn trọng sĩ tử coi nhẹ nữ sắc vì vậy mà sĩ tử không quản nghìn dặm tới đầu quân cho ngài người ta nói sĩ khả sát nhi bất khả nhục sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục mong ngài làm chủ cho tôi nếu không thì người bên ngoài sẽ nghĩ rằng ngài trọng sắc khinh sĩ rồi rời bỏ ngài mà thôi triệu thắng bị thuyết phục chỉ đành giết chết người tiểu thiếp không biết giữ mồm giữ miệng kia người tiểu thiếp trước khi chết oan ức nói thiếp chỉ là vô ý nói ra những lời thiếu tôn trọng người khác vậy mà lại phải chết công bằng mà nói tội của người tiểu thiếp không đáng chết nhưng cô ấy lấy khiếm khuyết của người khác ra làm trò đùa vậy là vô đạo đức nói lời tử tế giống như ngọn lửa ấm áp ngược lại lời nói tổn thương lại sắc bén như ngọn giáo. Một câu nói bông đùa, có lẽ trong xã hội ngày nay sẽ không mang họa sát thân, nhưng làm xấu đi một mối quan hệ, gây tổn thương cho người khác là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, bên cạnh chúng ta, có rất nhiều người giống như người tiểu thiếp kia, họ thường đặc biệt danh cho khuyết điểm của người khác, họ có thói quen lấy vết sẹo của người khác ra làm trò tiêu khiển, họ xem những câu nói gây tổn thương người khác là bông đùa, hài hước mà không hiểu được rằng con rồng có hiền tới đâu mà bị động tới kế vầy ngược thì nó cũng sẽ chẳng thể để yên. Trêu đùa có trùng mực có thể kéo gần một mối quan hệ, trêu đùa quá đáng là vô duyên. Bất luận là cố ý hay vô ý, bất luận quan hệ có thân thiết tới đâu, lời trêu đùa không phù hợp có lẽ sẽ không khiến người khác hận bạn nhưng nhất định sẽ khiến họ không còn hứng thú muốn nhiệt tình với bạn nữa. Câu chuyện thứ 24, cảnh giới càng cao, trí huệ càng lớn. Nhà quân sự, nhà chính trị đại tải thời cận đại của trung quốc là tăng quốc phiên từng đàm luận về chủ đề làm sao để dựng lên nghiệp lớn ông nói người mưu cầu đại sự trước tiên phải có nhân phẩm lớn chim sẻ vĩnh viễn chẳng thể bay lên được mây xanh ấy là bởi đôi mắt nó chỉ hướng xuống tìm ngũ cốc dưới mặt đất còn hùng điêu có thể bay lên tận đỉnh núi trao nghiêng vờn lượn với gió mây là vì nó luôn mở rộng tầm mắt mà chứa đựng cả núi sông đại địa con người sống trên đời ai ai cũng mang theo hoài bão người có đại nguyện muốn làm nên đại sự thì ắt phải có tâm đại nhẫn tầm nhìn xa trông rộng lòng khoáng đạt bao dung vậy cũng nói cảnh giới lớn mới có chí hướng lớn nhân cách lớn mới thành tựu nghiệp lớn có câu chuyện kể rằng cây thạch lựu trồng trong chậu cảnh thì lớn nhất chỉ cao nửa mét trồng trong bồn cây thì lớn nhất chỉ cao hơn một mét nhưng cũng cây thạch lựu ấy nếu đem trồng trong vườn thì có thể vươn mình lên bốn đến năm mét chỉ một cây thạch lựu mà rơi vào hoàn cảnh khác nhau sẽ có những kết cục khác nhau con người cũng vậy tầm cao của một người trí huệ của một người cũng tương đồng với độ cao trong lòng họ khi đứng trên đỉnh tháp cả thành phố rộng lớn chẳng qua cũng chỉ là những tòa nhà ghép lại còn trên máy bay mà nhìn xuống thì thành phố kia lại chỉ như những mảnh ghép đồ chơi cũng vậy người có nhân cách lớn thường sẽ nhìn được toàn diện hơn chi tiết hơn đầy đủ hơn cho nên người đứng càng cao thì nhìn sự việc càng bao quát càng đầy đủ. Ngược lại, người có nhân cách hẹp hòi thì tầm nhìn cũng eo hẹp, nhất thành nhất địa mà bó buộc chính mình. Họ không dám thử sức với điều mới lạ, mắt chỉ nhìn những tiểu tiết trước mặt, người như vậy vĩnh viễn chẳng thể làm nên đại nghiệp. Nhân cách là một kiểu khí chất, là một nét tình cảm, là non cao nước trào trong tâm hồn, là trời đất tinh khôi nơi sâu thẳm cõi tinh thần. Nhân cách lớn là một loại trí huệ, bậc đại trí thường tỏ ra khờ dại, nhân cách lớn là một loại cảnh giới, bậc đại dũng thường tỏ ra rụt rè. Nhân cách lớn là một loại phẩm tính, người đại khéo lại như kẻ vụng về. Nhân cách lớn là một loại tư thái, bậc đại tượng lại ẩn giật vô hình. Giống như một cái cây lớn lên ở nơi hoang dã, gió thổi cát bay, mây vờn mưa vũ thì hoa vẫn thơm, trái vẫn ngọt, dù điều gì xảy ra thì nó vẫn là một cái cây kiên cường giữa thiên địa minh mang. Muốn biết phẩm vị một người đàn ông, hãy nhìn vào đôi giày của họ muốn biết người phụ nữ có nội hàm hay không hãy nhìn vào dáng đi của họ muốn biết khí huyết của một người hãy nhìn vào mái tóc của họ muốn biết tâm địa của một người hãy nhìn vào ánh mắt họ muốn biết giá trị của một người hãy nhìn vào đối thủ của họ muốn thấu hiểu một người hãy nhìn vào những người bạn quanh họ muốn hiểu được tính cách một người hãy nhìn xem họ viết chữ thế nào muốn hiểu tấm lòng của một người hãy xem cách họ đối mặt với thất bại và khi bị bán đứng muốn biết được mối quan hệ của hai người hãy nhìn khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn tâm thái của người còn lại căng thẳng tới mức độ nào muốn biết một người có thực sự yêu bạn không vậy hãy xem anh ấy nhớ tới bạn khi đang vui hay đang buồn muốn biết một người có phải chi kỷ của mình không hãy xem họ có linh cảm với bạn không chứ không phải họ muốn bạn kể mọi chuyện muốn biết một người có phải người bạn chân chính không hãy xem khi bạn gặp hoạn nạn họ có giúp đỡ bạn không chứ không chỉ là ngày ngày đều đi ăn uống với bạn muốn biết một người có tấm lòng lương thiện không hãy nhìn xem họ có yêu mến động vật nhỏ không muốn biết một người có tu dưỡng hay không hãy xem họ có nhường chỗ cho người già trẻ nhỏ trên xe buýt không muốn biết một người có tố chất hay không hãy xem họ có tham cái lợi nhỏ hay không muốn biết một người lòng dạ có rộng rãi hay không hãy xem họ có nói xấu sau lưng người khác không muốn biết một người có nói dối hay không hãy nhìn vào ánh mắt họ khi họ đang nói chuyện ánh mắt sẽ nói cho bạn biết tất cả muốn biết một người có quan tâm tới bạn không hãy xem anh ấy có nhớ những lời từng nói với mình hay không muốn biết một người có nhớ nhung bạn không hãy xem khi trời lạnh người ấy có nhắc bạn mặc thêm áo ấm không muốn biết sức nặng của bạn trong lòng một ai đó như thế nào hãy xem người ấy có nhớ tới ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm của bạn không muốn biết một người đàn ông có ký tính không hãy nhìn xem giày của anh ấy có sạch không hay kiểu tóc của anh ấy có đúng không ăn vận có đẹp không muốn biết một người đàn ông có xứng đáng kết giao hay không đừng nhìn vào địa vị hay tiền tài của anh ấy hãy xem anh ấy có tấm lòng lương thiện hay tinh thần trách nhiệm hay không muốn biết một người đàn ông có xứng đáng để yêu hay không hãy nhìn vào nội tâm của anh ấy chứ không phải là vẻ bề ngoài hãy xem anh ấy đáng yêu vì đẹp trai hay đẹp trai vì đáng yêu hãy trở lại vài phần cho người khác giữ lại một chút phẩm đức cho bản thân mình biết người cũng không nên nói hết hãy chừa lại vài phần cho người khác giữ lại một chút khẩu đức cho bản thân trách người chớ quá hà khắc hãy chừa lại vài phần cho người khác giữ lại một chút độ lượng cho bản thân mới không trở nên kiêu ngạo có tài cũng chớ kiêu căng quá mức hãy chừa lại vài phần cho người khác giữ lại cho mình một chút hàm dưỡng vinh quang cũng đừng thể hiện hết hãy chừa lại vài phần cho người khác giữ lại cho mình một chút thâm sâu có công cũng đừng kể hết, hãy chừa lại vài phần cho người khác, giữ lại cho mình một chút khiêm nhường. Có lý cũng đừng ép người quá, hãy chừa lại vài phần cho người khác, giữ lại một chút khoan dung, hòa ái cho bản thân mình. Biết cách nhìn người là để sống hòa hợp với mọi người, chứ không phải để nghi kỵ hay phán xét họ. Bởi lẽ con người gặp nhau là duyên, là để đền ơn giải oán. Nếu người chẳng tốt với mình chắc hẳn là do nhân duyên kiếp trước, vậy nên cũng đừng oán trách người khác hãy thiện giải và gieo mầm thiện duyên về sau cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian nghe video của chúng tôi chúc quý vị một đời an yên hạnh phúc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo